Yo, what's up guys, everyone? Chào mừng anh em đã quay trở lại chương trình của VRTG Crew. Và bây giờ đây là một format mới. Thì trong trong thời gian mình đang viết ra script với cả mình quản lý quán hiện tại, thì mình cũng sưu tầm được khá là nhiều. Và trước mắt thì mình sẽ làm cái dạng video như này, tại vì mình còn rất là nhiều bộ sưu tập muốn cho anh em xem nữa, muốn show cho anh em xem nữa. Và nên đến đây, mình cũng giới thiệu luôn quán của mình. Ta-da! Đây là VRTG Crew, đầu tác của từ Việt Nam, Retro Game Zone, chính xác. Là một shop trực thuộc của kênh mình, trực thuộc của VRTG Crew của mình. Và hiện tại thì shop của mình cũng khá là ok, bán khá là nhiều đồ game. Và bên này thì bên phục vụ khu vực chơi, nhà mình có giới thiệu ở một cái video teaser từ hồi cách đây tầm 2 tháng trước rồi. Thì hôm nay thì mình mới có một thời gian mình làm video cho các bạn, và chắc chắn rằng là hôm nay thì mình có một cái bộ sưu tập nữa muốn show cho anh em xem. Thì bộ sưu tập này mình mất công khá là, nói chung là cũng không được Nhiều cho lắm. nhưng mà được cái là mình cũng rất là cố gắng rồi. Và chính xác là một bộ sưu tập của cái Xbox Original. Ok, và gồm có những game gì chúng ta cùng khám phá nhé. Ok, và đó là bộ sưu tập của mình. Nếu như anh em nào mà yêu thích hay là muốn một lần chiêm ngưỡng và một lần được chạm vào nó, cũng như sở thích những tựa game trên, thì anh em hãy qua, hãy một lần qua quán mình VOTG Zone tại tầng 6, số 2 A Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhé. Và đặc biệt hơn, mình rất khuyến khích anh em đến vào những ngày thứ bảy chủ nhật, tại vì thứ bảy chủ nhật mình sẽ mở từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Mình đã extend được thêm 1 tiếng nữa cho anh em, nên là anh em không phải lo. Nếu anh em chỉ chuyên chơi tối, anh em được book phòng của mình, và hãy liên hệ ngay tới số điện thoại 0766 28 145. Ok, và chúc anh em một ngày vui vẻ. Bye.